Trước áp lực từ dư luận thế giới, phản đối chiến tranh tại Việt Nam và từ Quốc hội Mỹ, cùng với cuộc leo thang đánh phá miền Bắc năm 1972 bị thất bại nặng nề, Nixon giao nhiệm vụ cho Kissinger đến Paris đàm phán và phải đạt được một thỏa thuận ở bất cứ điều kiện nào có thể. Điều duy nhất còn trở ngại là thái độ của đồng minh Sài Gòn, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Trong quá khứ, Tổng thống Mỹ Nixon và Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là một liên minh phụ thuộc lợi ích của nhau. Quyết tâm bảo vệ miền Nam Việt Nam của Tổng thống Nixon trước hết để bảo tồn di sản chính trị, lưu danh thiên cổ trong một sự kiện ngoại giao vĩ đại. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cần sự ủng hộ và hậu thuẫn của Nixon để duy trì sự tồn tại của miền Nam Việt Nam. Nhưng nay, tình thế đã đổi khác. Khi sự nghiệp chính trị bị đe dọa, Nixon quyết định lựa chọn giải pháp bỏ rơi đồng minh. Trong thư tối mật gửi cho ông Nguyễn Văn Thiệu, Nixon viết: "Tôi đã ký kết hiệp định ngày 23 tháng Giêng năm 1973. Nếu cần, tôi sẽ làm đúng như nói trên một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giải thích công khai rằng chính phủ của ông cản trở hòa bình. Kết quả là sự chấm dứt không tránh khỏi và lập tức chấm dứt viện trợ kinh tế và nhân sự và một sự thay đổi trong chính phủ của ông. Khó mà nói trước." Nguyễn Văn Thiệu buộc phải chấp nhận ký kết hiệp định một cách miễn cưỡng để đổi lấy lời cam kết mật của Nixon rằng sẽ khôi phục lại việc cho B-52 ném bom tiếp tục miền Bắc Việt Nam để trả đũa cho bất kỳ cuộc tấn công tăng cường nào của quân giải phóng. Để đạt được mục tiêu tái cử, Nixon và Kissinger lại có những toan tính riêng. Đây là trích đoạn hội thoại của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger năm 1973. "Henry, tôi thấy vụ này có điểm gở lắm. Quân miền Nam Việt Nam không đủ sức đâu. Tôi lo như vậy. Thà bảo họ ngưng chiến dịch rồi ta rút khỏi Việt Nam. Đừng có chuyện gì xảy ra trước năm 1972. Phải thực tế. Phải nhớ là nếu muốn tái cử, thì ta phải dứt điểm vụ này." Để đảm bảo khả năng tái đắc cử Tổng thống của Nixon, Henry Kissinger tích cực xúc tiến các cuộc thương lượng bí mật với cố vấn Lê Đức Thọ. Bằng mọi giá, Mỹ phải đạt được một hiệp ước bằng hòa bình tại Paris trước ngày diễn ra cuộc bầu cử để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận Mỹ. Những vấn đề thực chất được đưa ra và Mỹ cuối cùng đã nhượng bộ những nguyên tắc của ta. Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, phát biểu trong cuộc tranh luận nảy lửa với các nhà báo tên tuổi đương thời của thế giới. Một mình bà ngồi giữa các nhà báo, hầu hết đều có quan điểm tương đồng với chính quyền Mỹ. Nhưng bà Bình vẫn thể hiện được lập trường chính nghĩa của dân tộc Việt Nam bằng thái độ hết sức điềm tĩnh với lối lập luận hết sức sắc sảo. Việc ném bom có phải một minh chứng nào đó cho chính sách của Mỹ và liệu có thể hiểu đó là sự thay đổi trong thái độ của chính quyền Washington hay không? Chẳng có luật pháp nào cho phép một nước do thám hay ném bom một nước khác. Ai sẽ quyết định thành phần của chính phủ cũng như quyết định rằng một người có ủng hộ hòa bình, trung lập và độc lập hay không? Toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam đều phản đối sự hiện diện của Mỹ và chế độ do Mỹ áp đặt. Họ chẳng đại diện cho bất cứ điều gì ngoài người Mỹ. Chúng tôi muốn đàm phán với những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Không có nước Bắc Việt Nam hay nước Nam Việt Nam. Chúng tôi là một quốc gia. Trước khi có Hiệp định Paris, đã có hàng trăm địa điểm ứng cử cho hội nghị. Cuối cùng, Paris đã được chọn là nơi tiến hành đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các bên tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định Paris gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Bộ trưởng Ngoại giao Xuân Thủy làm trưởng đoàn, ông Lê Đức Thọ làm cố vấn. Bà Nguyễn Thị Bình, trưởng phái đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, William Rogers thay mặt đoàn Hoa Kỳ, Trần Văn Lắm thay mặt đoàn Việt Nam Cộng Hòa.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, bà Nguyễn Thị Bình cùng đại diện các bên ký chính thức hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Paris không phải là một chiến trường phải đổ máu, nhưng đó lại là một cuộc đấu trí quyết liệt, cam go giữa những bậc thầy của ngành ngoại giao Việt Nam và Mỹ. Trí tuệ Việt Nam đã được thể hiện, khẳng định bởi chúng ta phải cùng một lúc tham gia trực diện vào cả hai cuộc đấu tranh, trên chiến trường Việt Nam và trên bàn đàm phán ở Pháp. Mục đích cuối cùng là chúng ta phải giành chiến thắng, vượt qua bao khó khăn, kết hợp sự thông minh, mưu trí trên bàn đàm phán và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, chúng ta đã giành được thắng lợi. Đàm phán kéo dài 5 năm, một cuộc đàm phán là phải nói là dài nhất trong lịch sử đàm phán. Thế trong quá trình đó thì phải nói là có nhiều khó khăn. Có lúc là phải nói là cái hội nghị nó như là bế tắc, dẫm chân tại chỗ. Là vì thực chất là cái cuộc đàm phán đó nó phản ánh cái tương quan lực lượng ở trên chiến trường. Chúng tôi vui nhất là ngày 9 tháng Giêng năm 1973 là ngày mà hai bên thỏa thuận mọi điều khoản, những điều khoản cơ bản. Ngày 8 tôi nói lúc nãy rồi, 28 là ngày 8 ông cũng thọ danh để lên án Mỹ thôi, không nói câu gì cả, không trả lời, không ra ý. Nhưng đến hôm sau thì giải quyết hết mọi vấn đề cơ bản là kết thúc hôm 9 tháng Giêng năm 1973. Là ngày đó là ngày coi như ấy, chúng tôi tất cả mọi người về đều là ôm nhau để vui vẻ coi như kết thúc. Hai ngày sau, đồng chí Lê Đức Thọ, đồng chí Nguyễn Duy Trinh và đồng chí Xuân Thủy về đến Hà Nội trong niềm vui khôn tả của nhân dân cả nước. Mấy ngày sau, Henry Kissinger đến Hà Nội, đồng chí Lê Đức Thọ đã đưa Kissinger tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Tại đây, đồng chí Lê Đức Thọ đã dẫn Kissinger đến trước bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Khi nghe dịch đại ý bài thơ, Kissinger đã bình luận: đây chính là điều 1 của Hiệp định Paris. Chính cái nội dung ký kết Hiệp định Paris thì nó có những cái vấn đề cơ bản ấy, là Mỹ phải rút quân, đưa tất cả các lực lượng nước ngoài theo Mỹ đi, phá bỏ tất cả những cái căn cứ quân sự, tiến hành trao trả tù binh và dân sự bị bắt của hai bên. Theo thỏa thuận của Hiệp định thì các bên phải thành lập cái ban điều quân sự để giám sát, để thúc đẩy cùng với nhau theo nhiệm định. Cùng thời gian này, cánh chim hòa bình đậu trên nòng súng đã đưa những người lính trở về với bản thể của mình. Lòng họ dịu lại, hận thù chìm xuống để nhường chỗ cho tình người dâng lên. Điều đó đã xuất hiện vào những ngày hòa bình đầu tiên trên đất lửa Quảng Trị. Bức ảnh hai người lính được nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành chụp tại Long Giang, chốt tiền tiêu của quân đội Sài Gòn và quân giải phóng ở xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong. Anh lính miền Bắc của mình lại đánh bá vai cái anh lính Sài Gòn. Thì tôi vui lắm, tôi bấm luôn một kiểu để làm kỷ niệm. Khi ký Hiệp định Paris xong á, thì du kích và bộ đội chúng ta là cắm cờ trên các tuyến chốt và bắc sông thật hạn, thì địch với ta ở chỉ có cách nhau, có nơi chỉ có 10 mét. Cứ buổi sáng rửa mặt là gặp nhau, và trưa ăn cơm thì gọi nhau, và thỉnh thoảng có những câu đùa với nhau. Hiệp định chưa giáo mực, Việt Nam Cộng Hòa đã tìm cách lấn chiếm lãnh thổ, được gọi là cuộc chiến cắm cờ. Hiệp định mang tên thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình ở Việt Nam đúng là cách gọi mỹ miều, né tránh. Không chấm dứt chiến tranh cũng chẳng tái lập hòa bình. Xem kỹ nội dung hiệp định, bản chất là thỏa thuận rút quân. Hoa Kỳ rút quân để lấy tù binh. Chỉ hai việc đó là được Hiệp định Paris giải quyết cụ thể. Hoa Kỳ rút quân chiến đấu và đưa được tù binh về. Còn lại thì toàn mông lung, mơ hồ, không giải quyết được gì. Đúng như lời cam kết mật với phía Mỹ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
kêu gọi phía Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục những hành động cụ thể để tấn công những vị trí đặc biệt quan trọng ngay sau Hiệp định Paris ký kết. Các tài liệu được giải mật sau này cho thấy, thực tế phía Việt Nam Cộng Hòa đã triển khai những kế hoạch chi tiết trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực nhằm chiếm đất, kiểm soát dân. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, 4 ngày trước khi ký kết chính thức, chính quyền Sài Gòn bắt đầu thực hiện những kế hoạch cụ thể nhằm phá hoại Hiệp định Paris. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành công điện hỏa tốc gửi Thủ tướng, các đô, tỉnh, thị trưởng, Tổng tham mưu trưởng và tư lệnh các quân đoàn, quân khu, ra lệnh treo cờ trên toàn quốc nhằm mục đích tràn ngập lãnh thổ bằng cờ quốc gia để xác nhận phần đất và phần dân. Tiếp đó, khi đã có bản dự thảo Hiệp định Paris trong tay, Ủy ban Liên Bộ của chính quyền Sài Gòn tiến hành phân tích từng câu chữ nhằm tìm kiếm kẽ hở để lách luật. Tôi đã ra lệnh cho anh em phải củng cố hàng ngũ, dân quân phải chặt chẽ, từ cái biện pháp quân sự lẫn cái biện pháp an ninh, lẫn cái biện pháp bình định lãnh thổ, dẫn cái vấn đề làm cho ổn cố hậu phương, cờ xí biểu ngữ. Cửa Việt là một quân cảng chiến lược trên địa phận huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là một đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với cả hai bên. Từ sau chiến cục năm 1972, cảng Cửa Việt nằm dưới sự kiểm soát của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Thực hiện mục tiêu tái chiếm vị trí trọng yếu này, sau khi Hiệp định Paris ký kết, phía Việt Nam Cộng Hòa đã phá hiệp định bằng trận đánh tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Từ ở phía trong Huế đi ra nước ngoài này ấy, thì đứng về cảng mà nói thì là có mỗi cái cảng Cửa Việt thôi. Chiếm được cảng Cửa Việt thì coi như là cái mạch máu giao thông đường thủy ấy, là nó chiếm được. Đấy. Cho nên là nó quyết ý, là nó chiếm cái cảng Cửa Việt. Tháng 1 năm 1973, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Tango City nhằm đánh chiếm Cửa Việt trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực vào 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Ý đồ của Việt Nam Cộng Hòa là cắt đứt sự chi viện bằng đường biển từ hậu phương ra tiền tuyến cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trận đánh kéo dài một tuần, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục chiếm giữ cảng Cửa Việt, buộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải rút lui sau khi chiếm được cảng trong thời gian ngắn. Xét về mặt lực lượng mà nói thì là một tiểu đoàn của mình ấy là lực lượng nó tương đối mỏng. Cho nên là trên mới điều thêm cái trung đoàn 24 sư đoàn 34 kèm theo là một đại đội xe tăng BT-76. Mới này pháo của mặt trận chi viện nữa, giữ cho được cái cảng Cửa Việt. Đấy, bằng bất cứ giá nào. Trương Thiện với vị thế đặc biệt quan trọng đã được chọn làm trọng điểm của kế hoạch bình định cấp tốc. Về mặt quân sự, nếu ai kiểm soát được Trương Thiện, có thể khống chế một vùng rộng lớn và uy hiếp được đối phương. Hiệp định Paris mở ra thời cơ cách mạng mới cho miền Nam. Nhưng cũng từ đây, bắt đầu xuất hiện tư tưởng mơ hồ cho rằng có thể chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp hòa bình. Chủ trương này vừa không thực tế vì phía quân Việt Nam Cộng Hòa đang điều quân ồ ạt đánh chiếm vùng giải phóng của ta, vừa đi ngược với nguyện vọng của nhân dân và cán bộ chiến sĩ. Tình thế đó đã đặt người lãnh đạo trước sự lựa chọn sinh tử. Ở trên bắt buộc phải rút lui hai trung đoàn về phía sau. Mà không thì bị kỷ luật. Nhưng mà khu ủy quân khu quyết là chấp nhận kỷ luật, nhưng mà không chấp nhận mất đất. Trong hai cái này nó chọn lựa hết. Thì chúng tôi chọn lựa là không mất dân mất đất. Địch nó tập trung vào quân khu 9 như vậy là đặc biệt là Trương Thiện. Vì lực lượng của chúng ta là ở U Minh đi lên. Mà U Minh đi lên thì lại đầu tiên muốn vào Cần Thơ thì phải qua Trương Thiện, phải qua Vị Thanh. Trong hoàn cảnh Trung ương chưa có chỉ đạo cụ thể, phản ứng linh hoạt và chỉ đạo của khu 9 không giải quyết những mắc mớ về tư tưởng mà còn phát lộ thời cơ của cách mạng miền Nam.
Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Sài Gòn vẫn ngày ngày náo nhiệt. Ít ai biết rằng có một cuộc đấu tranh quân sự và đấu trí ngoại giao đầy cam go để thực thi Hiệp định Paris bắt đầu từ đây. Ngay trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhất mà chính quyền Sài Gòn đã chọn là trại Davis để làm nơi ở và làm việc cho các ban liên hợp quân sự của chúng ta. Thì mục đích của chúng ở đấy là gì? Là nó để làm, nó làm giam lỏng chúng ta trong đó, nó gây khó khăn đấy, và nó gây cho chúng ta một cái ức chế trong cái quá trình làm việc. Và cái quan trọng nhất là nó rất sợ cái ảnh hưởng của đoàn ta đối với lại nhân dân Việt Nam. 3 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 1973, bắt đầu phiên họp Liên hợp quân sự 4 bên của Trung ương, gồm Trung tướng Trần Văn Trà, Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thiếu tướng Hút Vát và Trung tướng Ngô Du dẫn đầu đoàn Việt Nam Cộng hòa. Đây thực chất cũng là một cuộc đấu tranh ở cấp độ trưởng đoàn kéo dài qua 25 phiên họp. Bốn bên đã thống nhất thành lập các tiểu ban quân sự, trao trả thủ tục và triển khai thực hiện. Các bên cũng bàn đến giải pháp đảm bảo Hiệp định Paris được thi hành nghiêm chỉnh. Ông Trần Văn Trà, ông luôn luôn phát biểu với ông Trương Đoàn Mỹ hay là phát biểu chung với cả bốn bên, luôn luôn là bình tĩnh, rất lịch sự và rất chính xác. Sau khi Mỹ rút quân, chỉ còn hai bên là Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục đàm phán. Hoạt động đấu tranh của hai đoàn đại biểu quân sự của ta ở Trà David ấy, thì nó nói lên được cái là thực hiện được cái đường lối đấu tranh của ta quân sự kết hợp với ngoại giao. Ta dùng hình thức đó đạt được mục tiêu mà không tốn xương máu gì. Đây là những hình ảnh tại buổi làm lễ cuốn cờ của Bộ Chỉ huy Viện trợ Mỹ, mở đầu cho việc rút quân tại miền Nam Việt Nam. Sau 3 đợt trao trả, chiều ngày 29 tháng 3 năm 1973, 107 phi công cuối cùng đã rời Việt Nam để trở về đoàn tụ với gia đình. Cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và đối phương diễn ra trong tháng 2 và tháng 3 năm 1973, không chỉ ở Thạch Hãn mà còn được triển khai đồng loạt ở nhiều địa phương khác. Cùng thời điểm này, diễn biến từ vụ Watergate tháng 6 năm 1972, nhóm 5 người đàn ông bị điều tra có ý định cài thiết bị nghe trộm vào các đường dây điện thoại của Đảng Dân Chủ trong chiến dịch bầu cử Tổng thống. Đến năm 1973, thì câu chuyện địa phương ấy đã thành vụ án tầm cỡ chính trị quốc gia, và vụ án này đã thay đổi định mệnh đời Tổng thống thứ 37 của Mỹ. Mệnh lệnh đến thẳng từ Nhà Trắng, bằng mọi giá phải bưng bít sự việc. Họ bắt đầu tấn công lại chúng tôi, rồi biến chúng tôi thành những diễn viên trong vở kịch mang tên Watergate thay vì thú nhận. Nó là khối ung nhọt sẽ hủy diệt sự nghiệp của Tổng thống nếu ông ta cứ mãi ngoan cố. Tổng thống Nixon từ chỗ ngoan cố đã bị các nhân chứng quan trọng phanh phui ra. Tổng thống có dính đến vụ việc này. Từ vụ bê bối này, uy tín của Tổng thống thứ 37 của Mỹ Richard Nixon bị giảm sút thảm hại. Thời điểm này, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế rất lớn. Sự ủng hộ ấy được thể hiện bằng chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 1973 của Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trong động thái ít thấy của nghi lễ ngoại giao, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ra tận sân bay Gia Lâm nghênh đón và sau đó đáp xuống sân bay Đồng Hới Quảng Bình, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Fidel Castro ở những khu vực khói lửa nhất. Vì lúc cuộc chiến tranh đang khốc liệt như thế, mà có vị nguyên thủ quốc gia mà hình như là đầu tiên để đến thăm Quảng Kỳ với một tình cảm hết sức nhiệt tình như đồng chí nói là về nhà, thì từ đó để lại một cái dấu ấn sâu nặng.
sự xuất hiện của vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất trên mảnh đất Quảng Trị vào thời điểm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cách mạng Việt Nam, đồng thời là biểu tượng cho tình đoàn kết cao đẹp Việt Nam-Cuba. Cuối tháng 6 năm 1973, miền Bắc hoàn thành tháo gỡ bom mìn, thủy lôi, bảo đảm đi lại bình thường, vừa tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, vừa tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Tháng 7 năm 1973, Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức hội nghị lần thứ 21. Hội nghị lần thứ 21 được chia ra làm hai kỳ họp, kỳ họp tháng 7 năm 1973 và kỳ họp tháng 10 năm 1973. Nghị quyết nêu rõ, con đường cách mạng của miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công, chỉ đạo linh hoạt, đưa cách mạng miền Nam tiến lên. Thời kỳ này, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vận chuyển chiến lược, tiếp tục bảo đảm hành quân vào các chiến trường, đảm bảo cho các quân khu thực hiện tốt việc tổ chức chiến trường, xây dựng lực lượng dự trữ chiến lược. Đáp ứng yêu cầu đó, tháng 11 năm 1973, Hội đồng Chính phủ phê chuẩn kế hoạch thiết kế, mở rộng tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn. Về cơ bản, miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế có bước phát triển. Năm 1973 đã chứng kiến nhiều biến động lớn lao trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong đó Hiệp định Paris là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi Hội nghị Paris là tinh thần quyết chiến quyết thắng, là ý chí cuột cường, đấu tranh bền bỉ, bảo vệ cho chân lý, giành độc lập tự do của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là bằng chứng tất yếu của sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa mà dân tộc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới.